Hello, xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại bản tin của kênh Full Game Mobile. Lời nói đầu tiên em xin chúc tất cả mọi người có nhiều sức khỏe, nhiều thành công và vạn sự như ý. Kính thưa quý vị và các bạn, drama về sư Thích Minh Tuệ là một những cái drama mà rất là nóng bỏng trên mạng xã hội trong thời gian gần đây ha. Hôm nay thì có rất là nhiều nguồn tin bảo rằng là có một người thứ trưởng đã lên tiếng nói ha, rất là hay, rất là công tâm và cũng rất về đạo lý nhà Phật, về sư Minh Tuệ, và cái nội dung này rất là có lợi ha, trước những cái thông tin khác từ sự việc cái lá đơn của bên bên ban tuyên giáo cũng như ban bên Phật giáo trong thời gian qua. Cái sự việc này như thế nào, chúng ta cùng lắng nghe nha các anh chị. Ok. Việt Nam và những suy nghĩ trái chiều với sư Minh Tuệ như thế. Trước hết phải nói là tôi với tư cách cá nhân là một Phật tử, một đảng viên cộng sản, tôi cũng bày tỏ cái quan điểm về tự do tín ngưỡng của tôi theo đúng luật pháp, hiến pháp và luật pháp Việt Nam đã quy định. Để ở góc độ một Phật tử thì tôi có thể trả lời anh Hoàng Dương là thế này. Cái hiện Nè. tượng nhà sư Thích Minh Tuệ trong suốt mấy tuần vừa qua đã dấy lên nhiều những ý kiến khác nhau trên cộng đồng mạng. Tôi cũng có xem qua một số các cái clip là nói về cái hành trình tu hành sư Thích Minh Tuệ, và những ý kiến mà tôi cho là đại đa số thì cũng là ý kiến rất là ủng hộ, đồng tình và thán phục cái hoạt động, và có thể nói là những cái con đường, những cái bước tu theo cái pháp khổ hạnh của Đức Phật, đó là pháp gọi là độ đạo, đó là pháp độ đạo, trong đó có 13 cái khổ hạnh của cái pháp tu này. Nó rất là khắc nghiệt, nó rất có thể nói là nó đòi hỏi cái sự nỗ lực, cái tinh thần dũng cảm, cái sự hy sinh để mà tu tập theo cái lời dạy của Đức Phật, nó rất là kiên cố. Cho nên là tôi thấy một số các clip tôi xem thì tôi thấy rất xúc động. Cá nhân tôi đánh giá là sư Thích Minh Tuệ thực sự là một bậc tu hành, có thể nói rằng là Phật giáo nó rất là có ý chí, có nghị lực, và nhà sư Minh Tuệ có thể nói là một con người có trí tuệ, có chí hướng, có sự dũng cảm trong suốt nhiều năm qua, không phải chỉ là trong mấy tuần hôm nay khi mà cộng đồng mạng dậy sóng về cái chuyện ngài đã đi bộ xuất từ miền Nam ra Bắc và rồi là đi trở vào. Thì cái việc mà theo tôi biết là trước đây thì tôi không 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 theo dõi, nhưng mà trong cái quá trình những cái tuần vừa qua thì tôi thấy rằng là không phải đây là chuyến đi đầu tiên của sư Thích Minh Tuệ, mà đã là sang năm thứ tư thứ năm ngài hành trì cái pháp tu này theo một con đường đã lựa chọn, đó là pháp tu khổ hạnh với những 13 hạnh đầu đà, có thể nói là rất khắc nghiệt và rất nghiêm túc, duy trì giới luật của đúng theo cái lời dạy và cái pháp tu của Đức Phật. Như vậy nếu như đây là cái ghi âm ha của thứ trưởng thì điều này là điều rất là hay cho các bạn, các anh chị và các bạn, rất là hay. Tuy nhiên đây là cái cuộc phỏng vấn độc lập chưa được kiểm chứng ha, giữa góc nhìn Hồ Duy Hùng và một cái người ta gọi là thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn ha. Không biết là ngày hôm nay báo chí có đăng ha cái cuộc ghi âm này hay là không. Tại vì nói thật với các bạn, mà có những người nào mà người ta nói tốt về sư Minh Tuệ, tôi rất là thương ha, tôi rất là thương, tôi rất mến. Mà nếu như một cái vị tướng mà nói như vậy thì coi như là sư Minh Tuệ là đã đi đúng một con đường khổ hạnh đầu đà Phật pháp và được sự ủng hộ của những lãnh đạo cấp cao các anh chị ha. Đúng là như vậy thì hết sức là vui mừng. Tuy nhiên thì chúng ta cũng cần phải xác định xem cái giọng nói này có phải là của thứ trưởng hay là không. Tại vì chuyện này không phải là chuyện đùa các anh chị, chuyện này không phải là chuyện đùa. Khi báo chí vẫn chưa có lên tiếng về vấn đề này và đây chỉ là một phát ngôn ha, một phát ngôn độc lập, mấy các anh chị mà qua phòng độc lập. Và trong cái đoạn ghi âm này thì cái người trong ghi âm này thì tự xưng là một đảng viên nữa các anh chị ha, thì điều này là hết sức là nhạy cảm. Do đó tôi cũng mong muốn rằng kênh báo chí vào xác minh thử xem cái ghi âm này
có phải là thật sự hay là không, hoặc là chính ông ông Nguyễn Thanh Sơn phải là lên tiếng nói chứ cộng đồng mạng. Chứ bây giờ chúng ta chỉ xác minh một chiều như vậy thì chúng ta mừng, nhưng khi là chúng ta mừng quá chớn ha, trở thành những cái vấn đề mà dùng những cái ghi âm mà chưa được kiểm chứng có thể là dẫn đến vi phạm pháp luật các anh chị. Mặc dù tôi cũng rất là tôi cũng rất là mong muốn cái điều này là trở thành cái điều sự thật các anh chị ha, nhưng mà đây chỉ là một cái video clip của một người YouTuber ha, chứ chưa phải là một bài báo chính thống. Ok, mà nghe tiếp. Đại đa số thì tôi thấy là bà con dân chúng, thế rồi ngay cả những ý kiến rất là khác nhau ở trên của các cái kênh YouTube, truyền thông khác nhau trên cộng đồng mạng đánh giá về sư Thích Minh Tuệ, thì tôi cho là đại đa số là đều ủng hộ và thán phục, tán thán. Đúng rồi. Các bạn thấy rõ ràng đây là một cái nhận xét cực kỳ là ấn tượng của một vị tướng về một cái Phật pháp nhiệm màu, và đặc biệt ở đây là cái pháp tu khổ hạnh Đầu Đà này rất là khó ha. Từ cái chỗ những nhận xét khách quan như thế này, nếu như thật sự là một người vị tướng mà nhận xét như vậy thì quá tuyệt vời các anh chị ha. Nó không phải là một cái để mà xỉa xóa hay là để mà một cái chê những cái pháp tu hay hiện tại, mà nó là một cái phép tính ha, phép tính mà giống như ha chúng ta đã từng trao đổi với trong thời gian qua, đó là sao, đó là thuyết pháp thì rất là hay, thuyết pháp về Phật pháp đạo Phật rất là hay, những người rất là hay, người tài giỏi, nhưng giỏi hơn là cái người biết về cái đạo lý này ha, cái hạnh pháp này, và đặc biệt nhất là cái gì các anh chị, là cái người thực hành mới là quan trọng ha. Nói anh sẽ cân nhắc đưa em lên vị trí, tại vì em là cái người chính trực ha, cái người quang minh chính đại, rồi cuối cùng đưa lên vị trí đó ha, em tiếp xúc với đồng tiền nhiều quá rồi em cũng bị tha quá theo đó thôi ha. Rất hiếm những người tu hành hiện đại đi theo khổ hạnh Đầu Đà này, tại vì tất cả các vật chất trong cái xã hội này để mà giúp cho họ tu thành chánh quả thì tôi thấy là họ dùng tiền mua được hết. Thấy các anh chị, dùng tiền mua được hết ha. Chẳng hạn như chùa lớn thì có tiền thì có chùa lớn thôi, Phật lớn thì có tiền mua thì xây Phật lớn thôi, chứ không có tiền ở đâu ra, đúng không các anh chị? Đó, thì chính vì những điều đó nó lại đi ngược lại với cái pháp hạnh Đầu Đà này, là người ta không sử dụng tiền nhưng người ta vẫn tu tập tốt, thì cái đó mới là điều đáng quý. Chứ còn có sự hỗ trợ của đồng tiền thì nói làm gì nữa. Do đó cái lăng kính ha, cái lăng kính của sư Minh Tuệ đưa ra những cái người khác, tôi thấy đa số là không cảm thán ha, không đồng tình, mà đa số những người đó lại đổi thừa lý do này lý do kia, trong khi khả năng của họ thì không làm được như sư Minh Tuệ ha. Thì tôi nói các anh chị và các bạn, thì vấn đề có một cái vị tướng
một cái vị thứ trưởng, xin lỗi các bạn, xin lỗi, nãy giờ tôi nói nhầm, có một cái vị thứ trưởng ha, một cái người nằm trong những cái cũng giống như mà một người làm tướng làm tá ha, thì người ta suy nghĩ như vậy. Thì các bạn nghĩ như thế nào, các bạn nghĩ như thế nào về đoạn ghi âm rất là hay như thế này ha. Tôi tiếc rằng là đoạn ghi âm này là chỉ một phía một chiều thôi, là phải có báo chí, báo đài hay là những cái ha, là những cái người trong cuộc mà lên tiếng, thì tôi nghĩ nó sẽ hay hơn rất nhiều các anh chị. Còn như anh Hoàng Dũng vừa hỏi về cái quan điểm đánh giá của giáo hội Phật giáo Việt Nam, thì ở đây tôi phải nói là không riêng giáo hội Phật giáo Việt Nam mà bản tôn giáo chính phủ là cơ quan quản lý của nhà nước về công tác tôn giáo nói chung, không phải riêng là Phật giáo mà tất cả các tôn giáo, thì trước cái sự kiện này đều đã có ý kiến. Trước hết ta nói đến cái nhận định đánh giá của bản tôn của giáo hội Phật giáo Việt Nam, thì cái văn bản mà tôi muốn chính là anh Lại Hoàng Dương nói là Thượng tọa Thích Đức Thiện là phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phó chủ tịch của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam kiêm tổng thư ký. Thì hòa thượng Thượng tọa Thích Đức Thiện cũng đã có cái văn bản của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói rõ cái quan điểm của giáo hội về hiện tượng nhà sư Thích Minh Tuệ. Thì có thể nói là tôi cũng đã đọc kỹ hai văn bản, thì tôi thấy rằng là trước hết gọi về tôn giáo, nội bộ tôn giáo, thì ta phải hiểu là ở bất cứ quốc gia nào tôn giáo nói chung là vấn đề rất nhạy cảm và phức tạp. Đặc biệt là Việt Nam chúng ta hiện nay đang thực hiện chính sách đa tôn giáo, và hiến pháp và luật pháp Việt Nam đã quy định là chúng ta tôn trọng tất cả các tôn giáo không phân biệt, và nếu mong muốn được các tôn giáo đồng hành phát triển trên đất nước chúng ta, đem lại lợi ích cho đất nước, đem lại lợi ích cho nhân dân, đem lại lợi ích cho các gia đình là phật tử hoặc là tín ngưỡng của các tôn giáo khác nhau. Thế thì tôi cho rằng là cái sự phát triển của Phật giáo Việt Nam nó đang ở trong cái giai đoạn có thể nói là nở hoa kết trái, nhưng mà nó cũng lại đúng như theo cái lời dạy và cái lời tiên tri của Đức Phật trên đây. Thì khi mà bất cứ quốc gia nào, nếu mà Phật giáo mà đi vào thời kỳ mạt pháp, tức là khi tăng nói xấu tăng, tăng không ủng hộ tăng, thì nó lại trở thành một vấn đề mà chúng ta thấy là nó rất khó khăn. Nó hai vấn đề trái ngược nhau trong đang diễn ra ở đất nước chúng ta trong cái giai đoạn hiện nay. Một mặt thì nhà nước rất ủng hộ để phát triển các tôn giáo nói chung, tôi nhấn mạnh là các tôn giáo nói chung, trong đó Phật giáo chưa có bao giờ mà đình lên chùa miếu bảo theo cái nghi lễ tôn giáo Phật giáo được phát triển xây dựng mạnh mẽ như hiện nay, và các nhà thờ của Thiên Chúa giáo hay các nước nào cũng vậy, chúng ta vẫn ngăn cản, không ngăn cản cái sự phát triển của bất cứ tôn giáo nào, nhưng Phật giáo là một trong tôn giáo phát triển mạnh và có đông Phật tử đất nước Việt Nam. Tôi cũng rất cảm ơn cái cuộc giao lưu vừa Góc Nhìn Hoàng Duy Hùng và Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn. Thông tin này chúng ta cần phải xác thực lại ha. Thông tin này chúng ta phải xác lại, tại vì nói chung là Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn cũng đã về hưu rồi các anh chị và các bạn ha. Do đó tôi cũng rất là cảm thấy là rất là xúc động khi một người tướng, một người tá, một người thứ trưởng ha, lại có những cái tiếng nói rất là công tâm ha. Người ta và một người bàng quan thì cái sự việc về sự minh tuệ ha, nó phân tích rất là hay. Ok, một lần nữa em cũng xin cảm ơn và tổng chào cả nhà, rất cảm ơn Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn. Nếu thật sự đây là cuộc gọi vừa Góc Nhìn Hoàng Duy Hùng và Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn, tôi cũng xin chúc ông có nhiều sức khỏe và thành công và dõi theo những sự minh tuệ ông nhé. Một lần xin cảm ơn, tổng chào, bye bye.